À, chào các bạn. Để thu âm thanh hoặc là phim video từ YouTube thì có vài phần mềm làm được cái việc này. Tôi thường dùng phần mềm miễn phí tên là Free YouTuber Downloader và cũng đã làm một cái video để chỉ dẫn về cái cách thức sử dụng nó. Theo kinh nghiệm tôi thấy có lúc đó, cái phần mềm này có vẻ như là bị hư, không có hoạt động gì cả, làm cho chúng ta không có thể nào download được một cái gì hết. Nhưng mà thật ra nó không có bị hư gì đâu. Và hôm nay tôi xin bổ túc thêm cái cách khắc phục cái lỗi thường có này của phần mềm Free YouTube và Downloader. Chúng ta bắt đầu nha. Đầu tiên là chúng ta mở chương trình Free YouTube và Downloader ra. Đây, các bạn thấy khi mà mình mở ra nó thường thường này hỏi mình là có cần là phải là cập nhật lại cái phiên bản này hay không. Thì các bạn cũng đừng có cập nhật làm gì cho nó mất công ha. Khi mình đã thấy nó chạy tốt rồi thì thôi, khỏi cần mất công. Bởi nhiều khi nó đưa đến cho mình đến những cái phiên bản khác rồi nó cài thêm những cái quảng cáo này kia trong đó mất công lắm. Do đó mình cứ bấm nô được bạn nha. Trên cái giao diện này của nó đó thì bạn thấy đó là nó có những cái phim mà chúng ta đã download lần trước. Thì khi chúng ta đã download tức là chúng ta đã tải xong rồi đó, nhưng mà ở trong cái bộ nhớ của phần mềm này nó vẫn giữ như thường. Và bây giờ để thế này ra thì nó khó coi quá, vậy thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Và ở đây tôi chỉ cho các bạn biết cái cách xóa nó như thế này. Thì đầu tiên các bạn sẽ chỉ cho từng cái, thật sự là mình sẽ chỉ hết cũng được nhưng là làm gì nhiều khi nó bị đứng máy đó bạn, lâu lắm. Mình cứ chỉ từng cái cho nó dễ. Thì mình chỉ vô cái đầu tiên chẳng hạn như thế này. Rồi bạn bấm chuột phải nha. Bấm chuột phải. Rồi cái mình bấm vô chỗ là Remove File From This List. Bấm vô đây nha. Phần đầu này nè. Bấm vô đây. Rồi. Cứ vậy các bạn làm hoài. Nếu chừng nào mà nó hết thì thôi nha. Rồi bây giờ nó thì đã nó khoảng trống rồi phải không? Cho để cho nó dễ nhìn vậy thôi. Chứ thực sự nó cũng chẳng có quan trọng gì đâu. Sau khi chúng ta đã có cái này rồi. Thì chúng ta sẽ cho nó nằm đó. Hoặc là cho nó xuống cũng được. Nó xuống nhầm như này. Rồi sau đó chúng ta sẽ mở ra ở website để chúng ta lấy cái link mà chúng ta muốn download nó. Chẳng hạn như là cái bài này ở cái dạng phim hoặc là âm thanh gì đó thì tùy một lát nữa sẽ tính nữa. À, thì đầu tiên chúng ta phải copy cái link này cái đã. Mà muốn copy link ở trên này các bạn thì các bạn đừng có copy hết nha. Bởi vì nó chỉ có nó đến đây thôi. Còn những cái sau này là những cái mà nó lê thê, nó kéo theo cái này cái kia mất công lắm. Các bạn nhớ đó. Là trước cái dấu và này nè thì mình sẽ copy nó bằng cách là mình chỉ con chuột trái vô đây, mình bấm nha, rồi mình giữ chuột khác, rồi mình kéo qua cho nó xanh lên nha. Rồi sau khi đó nó thì mình sẽ để màu xanh đó và mình bấm chuột phải nha, bấm vô đây rồi mình bấm chữ copy, rồi coi như mình đã copy cái link này rồi đó bạn. Thì đó là cái cách mà nhanh nhất thôi, chứ thật sự là mình cũng có thể mình xuống ở dưới này nè, mình sẽ kiếm chỗ share này nè, đó thì bạn sẽ thấy là nó có cái link nó cho mình này, nó cho cái link của cái bài này nè, là chỗ này, là nó cũng giống hệt như hồi nãy mình đã copy ở trên này, là tới đây thì thôi, các bạn thấy không, tới chữ U này thì thôi nè, chứ nó không có phải là copy hết cái link này. Nếu mà dùng cách này đó thì các bạn bấm vô chữ copy này nè, bạn làm một trong hai cái, bấm copy, tức là nó đã copy rồi đó bạn. Thì bạn mở cái free YouTube downloader này ra. Rồi bạn thấy nó đã chạy lên đây rồi nè. Mà khi mà nó chạy lên đây rồi đó mà bạn thấy ở dưới này chẳng có gì cả. Đó. Thì có nghĩa là mình chẳng làm được gì đó. Đó là cái lỗi thường có của anh chàng này. Là anh đọc chậm lắm, không ra cái địa chỉ mình muốn cho anh làm. Do đó bây giờ chúng ta phải làm lại một cách nữa thì bạn mới thấy được nó. Chứ nó không có hư gì đâu bạn ơi. Bây giờ mình làm nha. Đó. Đầu tiên thì bạn sẽ làm cho nó đen lên bằng cách là chỉ chuột trái vô đây. Bấm chuột và bạn giữ chuột nha, rồi kéo qua bên trái cho nó xanh lên, gọi là highlight. Sau khi highlight rồi đó, rồi bạn mới bấm chuột phải. Bấm chuột phải vô đây. Bấm chuột phải sau thì bạn sẽ bấm vô chữ paste. Paste. Paste có nghĩa là mình dán nó vô đây. Dán cái mà mình đã copy sao lưu hồi nãy đó, mình dán nó vô đây, bấm vô đây. Sau khi mình làm lại một cái nữa nó như vậy á, thì nó mới mở ra cho mình nè. Đó. Và bạn nhớ là khi nào bạn thấy mà nó mở ra được cái gì đó hình như thế này á, thì lúc đó nó mới mới hoạt động được đó bạn. Chứ còn như các bạn cứ thấy ôi sau khi nó vô đó rồi ha, chẳng thấy gì cả, nó trắng tinh vậy thì chẳng gì là nói nó hư. Thực ra nó không hư gì hết, tại vì mình phải là khắc phục nó bằng cách này. Coi như mình nhắc nó vậy đó. Nhiều khi nãy nó quên, nhắc này mình phải nhắc nó mới nhớ. Rồi kết luận lại sau khi bạn thấy mà cái nội dung nó đã hiện ra trên này rồi đó thì bạn mới có quyền làm cái này cái kia. Bây giờ tôi xin nhắc lại, ví dụ bạn muốn tải gì là phim, phim thì bạn thấy cái đây nè là ô này và đằng sau này là cái ô là cái dạng này là của âm thanh. Giờ mình muốn phim thì mình sẽ bấm vô đây và mình bấm vô cái cục này bạn nha. Thì trong cục đen này ví dụ như bạn muốn tải cái phim này ở cái dạng là MP4 mà ở những cái độ phân giải như thế nào thế nào thì tùy mình chọn.
nhỏ lớn là tùy mình, chẳng hạn muốn cho đẹp thật đẹp đời, số lớn nhất là 720 rồi dài 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 xuống dưới, đó là bạn muốn như thế. Ví dụ như giờ mình muốn cái ở trên đi ha, bấm vô đây bạn thấy ở trên đó nó đổi liền rồi. Rồi có người thì lại muốn cái chuyện khác, chẳng hạn như chuyện web em gì đó thì mình vô đây. Nhưng mà cái này thì bạn cũng biết, nên biết là mình muốn tải cái phim này về ở cái dạng là AVI đó, thì bạn thấy không, thì dùng cái chỗ này là convert to AVI. Rồi bạn sẽ lựa chọn theo cái độ phân giải của nó tốt xấu như thế nào, muốn nhỏ muốn lớn như đây, thì đương nhiên là càng lớn thì cái hình nó đẹp hơn, nó mịn hơn. Do đó thì bạn sẽ bấm vô đây cho phân biệt, tại giờ trên nó có cái số là 720 rồi đó, giờ tôi lấy cái số này cho phân biệt này. Bấm vô đây convert to AVI có nghĩa là sau khi nó tải xuống rồi thì nó sẽ tự động nó chuyển cái phim đó qua cái dạng AVI mà mình muốn có. Rồi bạn bấm nó vô đây lại một cái nữa thì nó mới bắt đầu tải xuống cho mình. Mà thấy ở dưới này đó, nó mở ra ngay và nó bắt đầu cái việc tải của nó này. Khi nào mà nó tải xong thì nó sẽ có cái dấu dấu chọn ở đây, thì đó là mình tải phim. Còn bằng như là mình giờ mình muốn tải về âm thanh thì bây giờ mình lại làm phía bên này, cái phần là audio này, thì các bạn cũng sẽ bấm vô cái cục này trước, bấm vô đây nha, rồi bạn mới lựa lựa cái loại mà mình muốn tải xuống đó. Chẳng hạn như là một cái loại MP3 mà đến cái độ mà nó tốt nhất là 192, tốt nhất của nó nha. Rồi mọi người đây, nếu mà các bạn có gặp cái trường hợp này là nó hiện ra như thế này đó, thì nó có nghĩa là với cái loại mà tốt nhất như thế đó thì cái phần mềm mà miễn phí mình đang xài ở đây là nó không có hỗ trợ, cho nên nó không có làm được đâu, nó không có làm cho mình nha. Rồi thì mình sẽ bấm đô nha, tại vì nó đòi mình phải mua đó, phải trả tiền trả phí đó bạn. Bấm đô rồi xong, bây giờ mình lại chọn cái khác. 192 không được thì mình phải lấy một cái nhỏ hơn là một MP3 128. Và sau khi đã có rồi thì bạn cũng làm giống như cái hồi nãy nè, là mình bấm vô đây một lần nữa, bấm vô đây, bạn thấy nó hiện ra liền để rồi nó bắt đầu tải cho mình. Và sau khi nó tải xong thì nó sẽ có một cái dấu chọn này cho mình đây. Mình muốn kiếm lại cái nơi mà nó đã tải nó thì mình sẽ bấm vô cái chỗ trong này nè, phim thì mình sẽ bấm vô này là My View File, thì nó sẽ mở ra cái nơi mà nó đã để cái phim nó tải rồi đó cho mình biết. Rồi mình muốn cái đó là cái âm thanh thì mình bấm vô cái My Audio File này bạn nha, thì nó sẽ chỉ chỗ cho mình lấy, chứ nếu không mình chẳng biết nó ở đâu cả. Cho nên tôi kết luận lại là khi mà các bạn thấy trở ngại mà nó không chịu chạy gì cả, sau khi mà nó đã có link rồi đó, thì bạn làm là thứ nhất là bạn lại paste nó lại một lần nữa, sau khi xóa nó, xóa cái mình đã đang có rồi, rồi dán lại một lần nữa thì nó mở ra cái này, nó mở ra cái nội dung. Và khi nó mở ra nội dung thì mình mới có thể làm được. Và sau khi làm được rồi thì các bạn tùy theo cái nhu cầu của mình đó, thì mình sẽ chọn là âm thanh hoặc là phim. Mà phim thì bên này mình có nhiều loại để mình lựa chọn ha, mình nói loại này rồi loại này loại này ha. Thì tùy theo cái nhu cầu của mình, bên này cũng thế. Và sau khi mà mình đã được xong rồi thì mình đi vô trong mấy cái chỗ này, mình bấm vô để mình kiếm. Khi mà bạn đã dùng thường rồi đó thì bạn khỏi cần coi đi trên làm gì cho mệt, bởi vì mình đã biết rồi, biết cái chỗ của nó đã đưa đến đó nha. Và đến đây thì tôi nghĩ là các bạn đã làm được rồi đó. Chào các bạn nha, chúc các bạn thành công ha.